Nói chung là cuộc sống thì nó vẫn ok, nhưng mà người mọi người xung quanh nói nếu mà mình thay đổi phần mũi trên khuôn mặt thì có thể là cuộc sống sau này nó sẽ tốt hơn, hoặc là nhìn nó sẽ tươi tắn, đẹp hơn, hài hòa với khuôn mặt nhiều hơn. Ở bên đó thì công nghệ rất là phát triển, nhưng mà việc sửa mũi thì nó không có chuyên sâu về khuôn mặt người Á mình. Khi mà làm mũi thì nó sẽ nhiều khi người ta sửa sẽ không có hài hòa khuôn mặt của mình, khi mà người Việt Nam mình thì đa số là sống mũi thấp này nọ. Thì tình cờ qua một người bạn thì mình biết tới bác sĩ Phương, thì bạn cũng đã làm qua bên bác sĩ và thấy bạn ấy làm rất là đẹp này nọ, rồi cũng nghiên cứu này nọ, thì mình tới gặp bác sĩ. Lần đầu tiên mình gặp bác sĩ thì bác sĩ rất là dễ thương, vui tính, và bác sĩ tư vấn rất là tận tình. Và bác sĩ làm, trước khi bác sĩ làm thì bác sĩ rất là giải thích nhiều này nọ để cho mình yên tâm khi mình làm. Phương pháp mình làm trên mũi là sụn sườn. Bác sĩ cũng tư vấn rất là nhiều phương pháp, nhưng mà bác sĩ đưa ra lựa chọn tốt nhất khi mà mình sửa mũi. Thì đây là lần đầu tiên mình phẫu thuật một thứ trên khuôn mặt mình, thì cảm giác lúc đầu thì mình cũng hồi hộp lắm, nhưng mà mình cũng không có nghĩ là phẫu thuật thẩm mỹ là cái gì đó đáng nói cả, vì cái điều đó là làm cho mình cảm thấy cuộc sống tự tin hơn và tốt hơn. Cảm thấy nếu mà mình làm cho mình đẹp thì tại sao mình không thử điều đó để cho cuộc sống mình sau này có một cái trang mới, nhiều khi sẽ tốt hơn sau này. Thì sau khi mình sửa mũi thì mọi người rất là hài lòng và cảm thấy rất là bất ngờ khi mà mình có một cái khuôn mặt, diện mạo mới này, và mọi người rất là cảm thấy vui cho mình khi mà mình có một cái gương mặt mới này. Mình cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều khi mà thay đổi hình tượng cho mình.